chúng ta sắp đến đó là bánh mì Hòa Mã bên tay trái, có cái hẻm số 53 hay còn gọi là hẻm Cốc Tai, nổi tiếng từ năm 1945 luôn á. Chỗ đó đó cũng có quán cà phê nữa, rồi nhà hàng. Khu này ngày xưa rất là nhiều quán nhậu này nhưng bây giờ ít rồi. Chắc cái khúc này chắc cô chú anh chị mình đều biết nè, khúc cái nhà hàng Đất Sét nè, nhà hàng Sân Vườn, quán ăn Đất Sét. Em biết đã từ có mười mấy năm về trước rồi đã có quán Đất Sét rồi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các anh chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Em xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn ngày mới được luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Thập Tự, đường Hồng Thập Tự năm xưa và đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Hôm nay em có đi cái hướng về quận 10, sẵn tiện ghi lại số hình ảnh gửi đến cô chú anh chị và các bạn thông qua con đường Cao Thắng ngày xưa. Thì tên gọi Cao Thắng cũng là từ xưa tới giờ vẫn có một tên như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hành trình đi thẳng về con đường Cao Thắng. Chúng ta thấy đây là giao lộ của đường Hồng Thập Tự và Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thượng Hiền. Con đường Nguyễn Thượng Hiền ngày xưa cũng là một cái đường rầy xe lửa đi đến cái trạm công viên 23 tháng 9. Và theo hướng thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về cái vòng xoay Cộng Hòa, ngã 6 Cộng Hòa, và ngược lại chúng ta sẽ đi đến công viên Tao Đàn nha. Rồi mời cả nhà cùng tham gia chuyến hành trình của em trên xe máy nha. Rồi chúng ta đi qua cái ngã ba Nguyễn Thượng Hiền bên tay phải, và bên tay trái chúng ta sẽ có một cái con hẻm, con hẻm đi về Bùi Thị Xuân và thẳng đến công viên 23 tháng 9. Ở đây các anh chị các bạn thấy đó là cái bệnh viện, bệnh viện Từ Vũ, và mới xây thêm một cái tòa nhà để phục vụ cho các chị em. Bệnh viện Từ Vũ ngày xưa thì không quá lớn, bây giờ họ xây thêm mấy lốc building nữa. Đây chúng ta đến cái giao lộ đường Cao Thắng và Nguyễn Thị Minh Khai là Hồng Thập Tự ngày xưa đó. Chúng ta sẽ quẹo phải để đi về hướng quận 10 và quẹo trái để đi về quận Nhất. Rồi em mời mọi người cùng quẹo phải nha. Xem trên con đường này chúng ta có những cái kỷ niệm gì thì các anh chị và các bạn cho em xin cái comment nha. Sài Gòn bây giờ là gần 5 giờ chiều, trời cũng chuẩn bị mưa rồi. Dạo này Sài Gòn mưa liên tục. Trên con đường Cao Thắng này chúng ta thấy có cái ngã ba Trần Quy Cáp, Trần Quy Cáp, có cơm tấm Trần Quy Cáp ha. Bên tay phải là ngã ba Trần Quy Cáp là Võ Văn Tần ngày nay. Rồi, bên tay trái chúng ta thấy có cái là cái rạp rạp Cao Thắng. Cao Thắng này mới làm lại sau một cái trận cháy mà họ đã xây lại. Khi mỗi khi ở Sài Gòn ngày xưa nghe nói khi chúng ta nghe cái tiếng rao bánh mì Sài Gòn, bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon, chúng ta nhớ tới con đường Cao Thắng có cái quán bánh mì Hòa Mã cũng rất là ngon, nổi tiếng. Đây là giao lộ của Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu.
chờ đèn đỏ nha. Đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa là con đường Phan Đình Phùng, bây giờ tên là Nguyễn Đình Chiểu ha. Nếu quẹo trái thì mình sẽ đi về chợ Bàn Cờ. Chúng ta sắp đến đó là bánh mì Hòa Mã bên tay trái, có cái hẻm số 53 hay còn gọi là hẻm Cốc Tai, nổi tiếng từ năm 1945 luôn á, theo em tìm hiểu là như vậy. Không biết các anh chị bạn có ai có kỷ niệm về con đường này cho em xin cái comment nha. Rồi đối diện nhìn xéo qua bánh mì thì chúng ta thấy có cái chùa Tam Tông Miếu, xưa ta hay nói là Tam Tông Miếu Tứ Đổ Tường. Cái này là em chế ra nha, chứ không phải không phải tìm hiểu ở đâu hết. Trên cao thắng này cũng có một cái rạp hát, cái rạp rạp hay chiếu kịch ma đó. Ngoài cái thể loại này thì em ít có đi xem, bởi vì nó không có hợp. Những cái rạp đó nằm bên tay phải chúng ta đây. Nhà hát kịch Sài Gòn đó, bên tay phải anh chị các bạn, 130 cao thắng. Con đường cao thắng ngày xưa thì không có cái phần bên kia, ta đi đến Trần Quốc Toản thôi, nhưng mà ngày nay mình đó qua đó là ngã tư Điện Biên Phủ nè. Nhưng mà ngày nay thì có cái phần nối dài, cao thắng nối dài thông qua cái ngã tư Trần Quốc Toản là 3 tháng 2 ngày nay. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá tiếp tục trên đường cao thắng nối dài để đi đến Sư Vạn Hạnh nha. Nó có cái hẻm nhỏ nhỏ để mình đi tới đó luôn đó. Chúng ta thấy đây là ngã tư giao lộ 3 tháng 2 và đường cao thắng. Nếu chúng ta quẹo phải thì sẽ đi đến ngã 7 Phù Động, câu lạc bộ 126. Ủa, ngã 7 Dân Chủ chứ, ủa ngã 6 Dân Chủ chứ. Có câu lạc bộ 126 đó. Nhưng mà câu lạc bộ 126 đó bây giờ họ đã quy hoạch lại rồi, không còn như trước nữa. Đây là khúc cao thắng nối dài nè các anh chị. Nếu quý vị các bạn nào có cái ý định ở trọ hay là mua nhà hay là thuê nhà khu này thì chúng ta nhìn lại, có dịp để nhìn lại con đường cao thắng này để mình thấy được cái hạ tầng ở đây và cảnh quan ở đây. Các anh chị các bạn ở xa, ở hải ngoại chưa có dịp về thì chúng ta có dịp nhìn lại để coi ngày xưa cái con đường này như thế nào và bây giờ nó là như thế này. Đi thẳng con đường này thì chúng ta sẽ có cái ngã ba. Chúng ta nhìn hai bên nhà rất là đẹp, nhà lớn không ạ. Bên tay trái thì có cái nhà hàng Đông Hồ, Đông Hồ ngày xưa đó. Ngày nay cũng là tên Đông Hồ đó. Khu này có ngày xưa thì có cái chợ đêm Kỳ Hòa, hồ Kỳ Hòa là khu vực này ha.
chúng ta thấy trời sắp mưa rồi. Nhà ở đây thì rất là mắc, không thua kém gì ở quận nhất đâu ha. Tuy ở đây là quận 10 nhưng mà giá cũng rất là cao, tại vì nhà ở đây nhà mới không mà. Ngày xưa thì khu này em tìm hiểu thì khu quân đội đó, chúng ta vừa đi qua cái nhà hàng Đông Hồ, có dịp thì các anh chị các bạn vô đó, đó cũng có quán cà phê nữa, rồi nhà hàng. Khu này ngày xưa rất là nhiều quán nhậu này, nhưng bây giờ ít rồi. Đặc trưng chúng ta thấy có cái quán đất sét rất là lâu đời ở đây luôn. Ta sẽ quẹo trái ngã ba Hoàng Dư Khương. Chắc cái khúc này chắc cô chú anh chị mình đều biết nè, khúc cái nhà hàng đất sét nè, nhà hàng sân vườn, quán ăn đất sét. Em biết đã từ có mười mấy năm về trước là đã có quán đất sét rồi. Ở trong đó cũng rất là rộng ha. Đó, bên tay trái cũng có quán nhà hàng Đông Hồ, cũng rất là rộng luôn. Ngày xưa thì có cái chợ đêm Kỳ Hòa nữa, nhưng mà bây giờ thì không có còn ha. Ông ta đấy đang đi trên đường Lê Hồng Phong nè, giao lộ Lê Hồng Phong và Hoàng Dư Khương. Thẳng qua kia là ông ta sẽ có cái hẻm đi đến đường Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh nói dài nha các anh chị. Có hẻm này đi tới thì tới Sư Vạn Hạnh nói dài. Nhìn đây. Đây là hẻm 839 839 Lê Hồng Phong. Trong cái khu này thì có rất là nhiều nhà mới và những con hẻm, có những cái khu biệt thự nữa. Mình chạy một vòng cái khu biệt thự rồi ra cho các anh chị các bạn thấy. Đây cái quán cơm gà sườn cây, hôm bữa ông có review cho bà con mình xem rồi nè. Đó. Cơm gà nướng Lệ. Đó. Đó, thẳng vô kia là ông ta thấy nó khu biệt thự, khu K34. Các anh chị các bạn có kỷ niệm về khu này cho em xin các comment nha. Trong đây nhà bự không ạ? Không mà đúng rồi, biệt thự phải bự rồi. Cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi đến đường Sư Vạn Hạnh, cũng là kết thúc hành trình đi trên con đường Cao Thắng nói dài của chúng ta ngày hôm nay. Nhân đây thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn đồng hành cùng Vinh Long TV nha, để xem lại những video mới các anh chị vui lòng cứ tìm từ khóa Vinh Long TV hoặc là những con đường, địa chỉ quán ăn, những con hẻm sẽ ra nếu các anh chị các bạn quan tâm. Còn rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị để nhắn nhủ em đi đến những con hẻm, thì các anh chị cho em xin thời gian nha. Em luôn note kỹ lại và sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Rồi bây giờ thì chúng ta xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta thấy ở đây có bệnh viện, lại tiếp tục rồi chứ chưa có dừng nữa. Và ở đây có cái bệnh viện 115 nè. Nếu các anh chị các bạn còn nhớ thì cái bệnh viện này ngày xưa rất là kẹt xe khúc này, nhưng mà bây giờ thì người ta đã xây lên những cái cao ốc và những cái hầm, cái tầng hầm đây. Chúng ta thấy bên đây mới xây lại nè đó.
bên đây nữa, bên đây cũng cái bãi xe họ cũng làm lại rồi nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các anh chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi.